Liên quan đến tình hình xung đột ở Trung Đông, Israel đã xác nhận cái chết của ông Hassem Shafidini, nhân vật này được coi là người kế nhiệm của thủ lĩnh Hezbollah Hachan Nasrallah trong một cuộc tấn công của Israel nhằm vào khu vực Nam Beirut của Liban theo phía israel ông shafidini bị sát hại trong một cuộc tấn công ba tuần trước tại khu ngoại ô phía nam thủ đô beirut của liban đây là lần đầu tiên israel chính thức xác nhận cái chết của nhân vật được coi là người kế nhiệm của thủ lĩnh hezbollah hassan nasrallah Trước đó, Israel chỉ tuyên bố rằng ông Shafatini có thể đã bị tiêu diệt. Hãng tin Reuters cho biết ông Shafatini là một người họ hàng của Nasrallah, là thành viên của Hội đồng Thánh chiến, cơ quan chịu trách nhiệm về các hoạt động quân sự ở Hezbollah. Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã liệt ông Shafatini vào danh sách khủng bố. Và năm 2017 và vào tháng 6 vừa qua, nhân vật này đã đe dọa leo thang xung đột với Israel sau khi một chỉ huy khác của Hezbollah bị tiêu diệt. Trong một diễn biến đáng chú ý, ngày 22 tháng 10, quân đội Israel đã công bố một số hình ảnh về thiệt hại tại căn nhà của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau khi một thiết bị bay không người lái từ Liban đã tấn công và phát nổ, gây hư hại cho dinh thự của ông Netanyahu. Trước đó, những hình ảnh này bị cơ quan kiểm duyệt quân sự cấm công bố. Chúng cho thấy thiệt hại gây ra cho tư dinh của nhà lãnh đạo Israel tại Kassaria từ vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái hôm 19 tháng 10 vụ nổ đã làm nứt kính cửa sổ phòng ngủ của thủ tướng israel nhưng không đi sâu vào công trình này có thể do kính cường lực và các biện pháp bảo vệ khác đã ngăn chặn Mảnh kính vỡ đã rơi xuống hồ bơi và sân vườn, may mắn không có người bị thương trong vụ việc, bởi thủ tướng Netanyahu cùng với phu nhân không có ở nhà vào thời điểm đó. Ngày 22 tháng 10, Hamola đã nhận thực hiện cuộc tấn công tại Kasharia nhắm vào dinh thự thủ tướng Netanyahu. Trong khi đó thì thủ tướng Netanyahu ngày 19 tháng 10 cáo buộc các đặc vụ của Iran đứng sau cuộc tấn công và cam kết rằng bất cứ ai làm hại người Israel sẽ phải trả giá đắt. IDF xác nhận họ đang điều tra vụ việc trong đó hệ thống cảnh báo của israel dường như đã thất bại không có còi báo động nào vang lên ở kassaria cảnh báo về xâm nhập trong khuôn khổ chuyến công du Trung Đông, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 22 tháng 10 đã có cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để thảo luận về việc chấm dứt xung đột ở Liban và giải Gaza, cũng như đảm bảo duy trì dòng viện trợ nhân đạo. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Ngoại trưởng Blinken và Thủ tướng Netanyahu đã thảo luận về tầm quan trọng của việc xác định một con đường mới trong giai đoạn hậu xung đột, hỗ trợ người Palestine tái thiết cuộc sống và xây dựng cơ chế quản lý an ninh và tái thiết cho Gaza, Hai bên cũng thảo luận về tình hình ly băng và những nỗ lực đang diễn ra để đạt được một giải pháp ngoại giao dọc đường xanh, bao gồm việc thực hiện đầy đủ nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và cho phép thường dân ở cả hai bên biên giới trở về nhà. Theo báo chí Mỹ, Ngoại trưởng Blinken đã thảo luận về triển vọng ngừng bắn trong cuộc xung đột trên nhiều mặt trận của Israel trong khu vực. Tuy nhiên, Nhà Trắng có thể phải chấp nhận việc ngăn các hành động thù địch leo thang trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 5 tháng 11 tới, do giới lãnh đạo Israel đang phải quyết tâm tiếp tục chiến dịch quân sự hiện nay, bất chấp áp lực của cộng đồng quốc tế. Cùng ngày 22 tháng 10, Ngoại trưởng Blinken cũng có cuộc gặp mặt với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Gallant, tái khẳng định cam kết của Washington với an ninh của Israel. Đây là chuyến đi thứ 11 của ông Blinken tới Trung Đông kể từ khi xung đột nổ ra ở giải Gaza hồi tháng 10 năm 2023. Chính quyền Mỹ đang tìm cách thuyết phục Israel không tấn công vào các cơ sở sản xuất dầu mỏ hoặc hạt nhân Iran do lo ngại có thể làm bùng phát một cuộc chiến tranh khu vực và đẩy giá năng lượng lên cao. Trong một diễn biến đáng chú ý, ngày 22 tháng 10, Thủ tướng Iraq Mohammed Sia al-Sudani tuyên bố chỉ huy cấp cao nhất của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại quốc gia này, cho biết tên Jasim al-Majuri, còn được gọi là Abdul Qader, đã bị tiêu diệt. Trong một bài đăng trên X, Thủ tướng Iraq viết, Tôi xin chúc mừng những người đã tiêu diệt thủ lĩnh IS ở Iraq và tám lãnh đạo cấp cao của nhóm. Ông Al-Sudani nhấn mạnh rằng, chiến dịch đặc biệt này do cơ quan chống khủng bố và an ninh quốc gia của đất nước dưới sự giám sát của Bộ Tư lệnh Chiến dịch chung GOC thực hiện. Ông đánh giá cao các lực lượng an ninh nhấn mạnh không có chỗ cho những kẻ khủng bố ở Iraq. Chúng tôi sẽ theo đuổi chúng đến tận nơi ẩn náu và tiêu diệt chúng cho đến khi đất nước Iraq thanh trừng chúng và những hành động tàn bạo của chúng. GOC liên minh chống khủng bố do Mỹ đứng đầu cho biết chiến dịch tiêu diệt các chỉ huy IS được hỗ trợ kỹ thuật và thông tin tình báo từ lực lượng liên minh toàn cầu. IS, yes, tổ chức đã tấn công Iraq vào năm 2014 và giành được khoảng 45% lãnh thổ của đất nước trong một thời gian ngắn, đã bị đánh bại vào năm 2017 với sự hỗ trợ từ Liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu. Tuy nhiên, kể từ đó, những mầm mống của nhóm khủng bố này vẫn tìm cách trỗi dậy và thực hiện các cuộc tấn công khủng bố. Cập nhật diễn biến mới nhất của cuộc đua vào Nhà Trắng 2024, ngày 22 tháng 10 giờ Mỹ, phát biểu từ một văn phòng vận động tranh cử của Đảng Dân chủ ở Concord, bang New Hampshire, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố cựu Tổng thống Donald Trump ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa là mối đe dọa với nền dân chủ. Ông Biden nhấn mạnh, chúng ta phải nhốt ông ta lại, nhốt ông ta lại về mặt chính trị, nhốt ông ta ở ngoài, đó là những gì chúng ta phải làm. Tổng thống Mỹ cho rằng ông Trump có ý định xem nhẹ những biện pháp bảo vệ hiến pháp Mỹ. Ông Biden lưu ý nền dân chủ của chúng ta đang bị đe dọa nếu ông Trump đánh bại ứng viên của Đảng Dân chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris. Liên quan đến tình hình xung đột tại Trung Đông, ngày 12 tháng 10, lực lượng Hezbollah tuyên bố đã tiến hành một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV vào một căn cứ quân sự ở Haifa, miền Bắc Israel. Theo tuyên bố, các chiến binh Hezbollah đã tiến hành một cuộc tấn công trên không bằng thiết bị bay không người lái mang chất nổ vào một căn cứ phòng không ở Haifa lúc 20 giờ theo giờ địa phương, tức 17 giờ giờ GMT ngày 11 tháng 10. Trước đó, lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết, phong trào Hezbollah dòng CI của Liban đã bắn khoảng 230 quả đạn pháo vào Israel trong ngày 11 tháng 10. IDF khẳng định sẽ tiếp tục bảo vệ Israel và người dân của mình về phía nhóm chiến binh hezbollah đã cảnh báo người dân israel tránh xa các địa điểm của quân đội israel tại các khu dân cư ở phía bắc đất nước tuyên bố bằng tiếng ả rập và tiếng hebrew của nhóm này nêu rõ quân đội israel sử dụng nhà của người dân ở phía bắc israel và có các căn cứ quân sự bên trong các khu dân cư tại các thành phố lớn bị chiếm đóng như haifa tiberias acre nhóm này cảnh báo người israel không được đến gần các cuộc tụ họp quân sự này để bảo toàn mạng sống Liên quan đến tình hình xung đột tại Trung Đông, The Guardian gần đây đưa tin, phóng viên của tờ này đã tìm thấy một mảnh bom tại hiện trường vụ Israel không kích ngày 10 tháng 10 vào trung tâm Beirut, Liban. Tại hiện trường vụ không kích ở trung tâm Beirut, phóng viên The Guardian phát hiện mảnh bom dẫn đường được cho là Jadam do Mỹ sản xuất. Jadam là tên gọi chung của những loại bom thông thường được hoán cải thành bom lượn thông minh bằng việc gắn các bộ dẫn đường GPS do Boeing chế tạo. Phương án này giúp tận dụng kho dự trữ bom thay vì sản xuất những quả bom dẫn đường có chi phí cao. Hiện Mỹ và Israel chưa bình luận về thông tin trên. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin mới đây đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Gallant để thảo luận hoạt động quân sự của Israel ở Liban. Bộ trưởng Lloyd Austin tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với quyền tự vệ của Israel và nhắc lại cam kết của Mỹ đối với một giải pháp ngoại giao nhằm đưa công dân Israel và Liban trở về nhà an toàn bộ trưởng austin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo sự an toàn của lực lượng lâm thời của liên hợp quốc ở liban trong khu vực đồng thời kêu gọi các nỗ lực phối hợp nhằm hướng các hoạt động quân sự sang con đường ngoại giao sớm nhất có thể hai bên cũng thảo luận tình hình nhân đạo ở gaza và bộ trưởng quốc phòng mỹ kêu gọi các bước khẩn cấp cho vấn đề này bộ trưởng lloyd austin nhấn mạnh rằng mỹ sẵn sàng bảo vệ các lực lượng đối tác và đồng minh của mình trước các cuộc tấn công của iran và các đối tác và lực lượng ủy nhiệm của nước này Hai bên cũng nhắc lại cam kết ngăn chặn các nỗ lực tận dụng căng thẳng hoặc mở rộng xung đột trong khu vực. Liên quan đến cuộc đua vành Nhà Trắng, trang ABC News dẫn nguồn tin từ nhóm tranh cử của ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump cho biết rằng họ yêu cầu có thêm nhiều biện pháp an ninh nghiêm ngặt hơn, bao gồm cả máy bay quân sự có khả năng bắn hạ các tên lửa đất đối không nhằm vào phương tiện di chuyển của cựu Tổng thống Mỹ trong giai đoạn cuối của cuộc đua vành Nhà Trắng. Ngoài các chiến đấu cơ, nhóm tranh cử của ông Trump cũng yêu cầu được cấp các xe bọc thép đặc biệt dành riêng cho các tổng thống đang tại vị, đưa ra các hạn chế về những chuyến bay qua nơi ông Trump sinh sống, hoặc tổ chức các sự kiện cung cấp thêm nguồn tài chính cho Sở Mật vụ Mỹ và các cơ quan an ninh địa phương tham gia vào việc bảo vệ ông Trump. Trong khi đó, Sở Mật vụ Mỹ ngày 11 tháng 10 nói rằng ông Trump đã nhận được sự bảo vệ ở mức cao nhất cùng ngay tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết rằng ông sẽ vui lòng khi phê duyệt những yêu cầu của phía ông Trump về việc sử dụng máy bay quân sự trong giai đoạn cuối của cuộc đua vào nhà trắng.